Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi phần điểm tin tối thứ ba ngày 10 tháng 3 năm 2020. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, Đài Á Châu Tự Do hôm ngày 9 tháng 3 chính thức lên án bản án 10 năm tù mà Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa tuyên trong ngày đối với blogger Trương Duy Nhất, gọi đây là một bản án không có công lý. Chủ tịch Đài Á Châu Tự Do bà Bay Fan được trích lời trong tuyên bố nói rằng hành động tồi tệ này của giới chức Việt Nam là một đòn nhắm vào tự do biểu đạt và tự do ngôn luận. Blogger của Đài Á Châu Tự Do là ông Trương Duy Nhất bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án tù 10 năm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015. Blogger Trương Duy Nhất cũng từng bị tuyên án 2 năm tù vào năm 2013 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Vào năm 2015, sau khi ra tù, blogger Trương Duy Nhất đã công tác viết blog cho Đài Á Châu Tự Do với nhiều bài viết chỉ trích chính phủ. Chủ tịch Đài Á Châu Tự Do trong tuyên bố mới của mình nói rằng việc thực thi sai công lý trong kết án Trương Duy Nhất chỉ càng củng cố thêm nhiệm vụ của ARA là cung cấp cho người dân Việt Nam những thông tin chính xác, cách nhìn không bị kiểm duyệt. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF trụ sở tại Pháp và Ủy ban Bảo vệ Ký giả CBJ trụ sở tại Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 3 ra thông cáo báo chí phản đối bản án 10 năm mà Tòa Hà Nội tuyên cho nhà báo blogger Trương Duy Nhất vào sáng cùng ngày. RSF cho biết tổ chức cho thấy rất sốc khi hay tin về bản án 10 năm mà tòa tuyên cho ông Trương Duy Nhất. Ông này là nhà báo, từng bị phía Việt Nam sang Thái Lan bắt cóc vào tháng 1 năm 2019 khi đang xin quy chế tị nạn tại cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc đóng tại xứ Chùa Vàng. Ông Daniel Basta, trưởng văn phòng RSF khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được dẫn lời trong thông cáo báo chí rằng những cơ sở lập luận đưa ra cho bản án cực kỳ hà khắc này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Khi bị tuyên án do lợi dụng chức vụ, bản thân ông Nhất thực sự phải trả giá đắt cho nghề nghiệp của ông. Lý do chỉ vì rõ ràng ông có được những thông tin quý giá. Cơ quan chức năng Việt Nam chứng tỏ họ muốn lấy trường hợp ông Nhất để làm gương bằng cách khủng bố ông theo cách này. Do đó, ASF đòi hỏi phải trả tự do ngay cho ông Trương Duy Nhất. CBJ cũng lên tiếng kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam không nên tranh luận về kháng án của ông Trương Duy Nhất và trả tự do ngay và vô điều kiện cho ông. Ông Sean Griffin, đại diện cấp cao của CBJ tại Đông Nam Á cho rằng ông Trương Duy Nhất bị kết án chỉ vì nghiệp vụ báo chí của ông, chứ không phải những cáo buộc giả tạo mà cơ quan chức năng ngụy dẫn ra để dập tắt tiếng nói chỉ trích từ ông Nhất. CBJ cho biết có liên lạc với Bộ Công an Việt Nam qua thư điện tử để hỏi về bản án tuyên cho ông Trương Duy Nhất vào sáng ngày 9 tháng 3, nhưng chưa nhận được câu trả lời. Hiện chưa rõ ông Trương Duy Nhất sẽ bị chuyển đến trại giam nào từ trại T16 Bộ Công an sau khi có bản án 10 năm vào sáng ngày 9 tháng 3. Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 10 tháng 3 xác nhận ca bệnh COVID-19 thứ 34 tại Việt Nam là người Việt vừa đi du lịch từ Mỹ về và có quá cảnh tại hai sân bay Incheon, Hàn Quốc và Wata. Bệnh nhân thứ 34 mắc COVID-19 là phụ nữ 51 tuổi. Vào ngày 29 tháng 2, người này bay từ Mỹ về Việt Nam và nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 2 tháng 3. Đến ngày 9 tháng 3, người này mới nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam được cho là đang tăng nhanh trong 7 ngày qua. Sau hơn 20 ngày, Việt Nam tuyên bố không có ca nhiễm mới và 16 ca nhiễm trước đều đã được chữa khỏi. Tính đến thời điểm này, theo thông tin của Bộ Y tế, số người tiếp xúc với các ca nhiễm có thể lên đến hàng trăm người. Sở Y tế Đà Nẵng trong ngày 10 tháng 3 cho hay, Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 trường hợp người Việt Nam nhiễm COVID-19, nâng số người nhiễm tại thành phố này lên 5. Trong một diễn biến khác xảy ra cùng ngày, ông Vũ Văn Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Lục, Hà Nam cho biết, trên địa bàn xã An Đỗ vừa có một phụ nữ trở về từ Nhật Bản. Dù đang cách ly theo dõi y tế tại nhà, nhưng đã tự ý đón xe khách ra sân bay Nội Bài để vào Sài Gòn, sau đó di chuyển đến thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Qua sự việc trên, ông Tịnh cho rằng cần phải giám sát chặt chẽ, cách ly y tế các trường hợp từ nước ngoài về đang cách ly tại nhà. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn lại quý vị vào phần điểm tin tối mai cũng ngay trên Facebook và YouTube của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và cầu chúc quý vị một buổi tối thật bình yên.